Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu xanh đan quai chéo cho bé trai như thế này. Các cái sợi dây của quai mình có làm các cái mũi móc đơn đan chéo với nhau. Và ở mặt đế thì có viền lại một đường viền màu đen nè. Phần quai dày cũng làm quai chéo ha, cũng móc các cái mũi móc đơn quai chéo. Dưới mặt đế thì có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi. Đây, mẫu dây xanh đan như thế này ha. Thì dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Ở đây mình dùng miêu cô tông cuộn 125g nè. Kim móc mình dùng kim móc 4.0mm là kim móc hai đầu ha. Hoặc là đối với những bạn không có mẫu kim này thì có thể sử dụng cho mình những cái loại kim có đầu kim nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len nè. Đây, đầu kim của mình sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len như thế này ha. Để cho mũi móc của mình được chắc chắn hơn. Kéo cắt len và kim đánh dấu. Thì kim đánh dấu mình dùng để móc cái mũi móc đầu tiên và cuối cùng cho phần thân dày á. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần quai. Thì trước khi đi vào hướng dẫn móc cái phần dây quai á, thì các bạn sẽ móc cho mình một mẫu mặt đế dày len như thế này. Thì mẫu mặt đế này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi. Mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo ha. Và đối với chiếc giày này, ở chiếc bên trái và bên phải các bạn sẽ móc tương tự như nhau. Để phân biệt được chiếc trái phải cho cái mẫu giày này thì cái mẫu giày này các bạn sẽ dán đế cho mình ha. Thì khi ta dán đế vào nè, khi các bạn cắt cho mình một cái lớp đế xốp như thế này. Cái lớp đế xốp này các bạn cắt cho mình bằng với cái mẫu mặt đế giày len mà mình vừa móc ở đây. Cắt cho mình bằng với mẫu mặt đế này ha. Sau đó mình sẽ tiến hành bo lại ở bên trong nè. Ở chiếc bên phải thì mình sẽ tiến hành bo ở mặt trong bên trái, còn chiếc bên trái thì ta sẽ tiến hành bo ở bên trong mặt phải ha. Thì khi dán đế vào cái mặt đế len của mình nó có độ co giãn á, các bạn sẽ nắn chỉnh cho mình để làm sao cho cái mặt đế giày len này nè nó vừa ôm sát và sát với cái mặt đế xốp nè, để ta có thể phân biệt được chiếc trái phải. Đây, các bạn sẽ cắt cho mình một mặt đế giày len bằng với cái đế giày len mà ta móc. Sau đó mình sẽ tiến hành bo lại ở hai bên ha. Đối với chiếc giày còn lại thì ta sẽ bo lại ở bên đối diện nè, để ta có thể phân biệt được chiếc trái phải. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân giày đi lên ha. Mình sẽ sử dụng màu đen để móc cái phần viền trước. Thì lưu ý khi móc cái phần viền này mình sử dụng màu đen, các bạn để ý mũi móc giùm mình ha. Và ở cái mẫu giày xanh đan này, cái bề ngang của chiếc giày các bạn lưu ý làm rộng hơn so với những cái mẫu giày búp bê thông thường mà mình hướng dẫn ha. Ta sẽ làm cái bề ngang này rộng hơn nè, để cho bé mang được thoải mái hơn. Và cái size giày này mình móc 12cm. Bề ngang nó sẽ rộng hơn so với những chiếc giày thông thường nè. Nên cái xích đầu tiên ở đây mình gây nên là 16 mũi xích. Cũng giống như cái mũi xích đầu tiên mà mình gây nên của 11.5cm á. Nhưng vì cái vòng móc ngoài cùng này của mình sử dụng mũi kép đơn nè. Mũi kép đơn nó sẽ có cái độ cao hơn so với mũi nửa kép ha. Nên lúc này nó sẽ tạo cho mình cái bề dài của cái chiếc giày này nó là 12cm. Và lưu ý ở cái phần gót giày này nè, khi đã móc các cái mũi kép đơn ở vòng ngoài cùng rồi á, thì cái điểm đầu tiên này các bạn sẽ gây nên cho mình 4 mũi móc đơn, để ta có 4 chân móc, có 4 mũi chậm ở phía ngoài nè. Đây, và sẽ tạo ra được cái góc này nó được to hơn ha, được bè hơn ra nè. Móc cho mình ở đây 4 mũi. Các bạn sẽ chọn cho mình một chân móc bất kỳ của cái phần mặt đế nè. Ở đây mình chọn vào cái gót giày ha. Sau đó đâm kim vào một chân móc bất kỳ. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào luôn chân móc. Và đưa sợi len màu đen ra phía sau. Kéo cái sợi len qua chân móc. Ta dán đế nên các bạn đưa mặt phải lên trên ha. Khi đã được một mũi móc như thế này rồi thì di chuyển kim cho mình qua cái chân móc kế bên này. Móc vào đây một mũi dời. Tương tự cho chân kế tiếp. Bên này cũng móc cho mình một mũi dời để mình viền lại cái phần mặt đế ha. Chân bên cạnh cũng móc một mũi dời nè. Tiếp theo chân kế bên cũng móc một mũi dời. Như vậy là mình đã viền lại được cái phần mặt đế nè. Và nó sẽ có cái độ dày như thế này. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại ha. Móc tương tự cho đến chân móc cuối cùng ở đây. Cứ đâm kim vào mỗi chân móc thì ta sẽ móc một mũi dời vào đó. Và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng.
Sau khi đã viền lại được toàn bộ mặt đế dày len thì cái mặt đế của mình lúc này nó sẽ có cái độ dày như thế này. Móc đến cái chân móc cuối cùng thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân móc mà ta móc mũi dời đầu tiên của phần mặt đế và cũng móc vào đây một mũi dời ha. Sau đó kéo và cắt len. Thì lúc này cái sợi len thừa màu đen nó đang nằm ở mặt trên của sản phẩm nè. Các bạn sẽ tiến hành dùng kim đâm từ dưới lên trên, từ dưới mặt đế lên trên ha. Vào cái chân móc kế bên mà ta móc mũi dời ở đầu tiên á của phần màu đen này nè. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc. Sau đó cũng đâm kim vào chính giữa của hai cái sợi len màu đen ở phía trên nè. Đây, ta sẽ đâm kim vào chính giữa như thế này ha. Sau đó kéo cho mình sợi len thừa ra phía sau. Khi đã kéo được sợi len thừa rồi, tiến hành giấu cho mình các cái sợi len thừa này vào trong mũi móc. Thì khi ta dán mặt đế vào á, nó sẽ giấu được đi các cái mũi móc mà ta giấu len ở đây nè. Như vậy là mặt đế len của mình vừa viền hoàn tất nè, và ta sẽ có cái mặt đế như thế này ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần dây quai ở bên trên. Và để tạo được cái phần dây quai này, các bạn sẽ tiến hành canh cho mình ở chính giữa của mũi móc ở cái hàng móc vòng thứ hai của mặt đế nè. Đây là vòng thứ hai của mặt đế ha. Ta sẽ canh chỉnh nó nằm ở chính giữa của hàng móc này, ở trên cái đỉnh dây á. Chọn cho mình hai điểm ở hai bên. Hoặc là đối với những bạn nào mà không rành về việc dán đế thì các bạn có thể dán cho mình cái mặt đế xốp này vào trong mặt đế dày len trước ha. Ta sẽ sử dụng keo nến để dán mặt đế xốp vào trong mặt đế dày len trước nè. Sau đó mình sẽ canh chỉnh các cái sợi dây thì lúc này sợi dây của mình nó sẽ được đều hơn ha. Ở đây mình sẽ móc cái phần dây quai trước, sau đó mình mới dán đế sau ha. Các bạn sẽ canh cho mình ở chính giữa của cái hàng móc thứ hai của phần mặt đế nè. Sau đó mình sẽ lấy hai điểm ở hai bên. Ta sẽ dùng kim đánh dấu chọn một điểm ở bên này ha. Các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào cái chân móc của cái hàng móc ta viền lại màu đen á. Đây, canh vào chính giữa như thế này, sau đó chọn hai điểm. Và dùng kim đánh dấu cho mình vào cái chân móc của cái màu đen này nè. Đây là chân đầu tiên ha. Và cái chân kế bên nè, khi canh chỉnh vào chính giữa thì nó sẽ nằm ở đây. Ta cũng đánh dấu vào cái chân móc mũi dời màu đen luôn nha. Thì ta sẽ được hai điểm bắt đầu ở cái phần dây quai nè. Hoặc đối với những bạn nào không có hoàn thành được cái mẫu mặt đế này nè, các bạn có thể móc những cái mẫu mặt đế mà các bạn móc được á, sau đó mình cũng chia tương tự như vậy ha. Để mình có thể tạo được một cái khoảng trống ở phía trên này hở ngón chân ra nè. Bây giờ mình sẽ móc cái phần dây quai đầu tiên. Mình sẽ sử dụng màu nâu cho các bạn dễ thấy mũi móc hơn nha. Tháo cho mình kim đánh dấu đầu tiên ở mặt bên này ra. Đây, ta sẽ tháo kim đánh dấu ra, sau đó đâm kim cho mình vào chân móc mà ta đánh dấu á. Đâm kim vào cái chân móc mũi dời màu đen nha. Đây. Đưa cái sợi len màu xanh ra phía sau mũi móc nè. Ta sẽ móc ở mặt trên của mặt đế ha. Đưa ra phía sau, sau đó kéo sợi len qua chân móc. Từ đây sẽ móc lên cho mình một dây móc xích dài 20 mũi móc. Thì đối với cái size này, 20 mũi móc nó sẽ tương đương với 8,5 đến 9 cm ha. Các bạn có thể móc nhiều hơn hoặc ít hơn tùy vào cái độ dày của chân bé. Tức là bé có thể mập hoặc là ốm, tùy vào cái form chân của bé mà các bạn gây nên cái xích đầu tiên này ha. Ở đây mình gây nên là 20 mũi móc tương đương với 8,5 gần 9 cm cho cái sợi dây quai này. Sau khi đã móc được 20 mũi móc như thế này rồi nè, thì cái sợi dây của mình nó sẽ đang chéo qua một bên nha, đang chéo qua một bên. Các bạn có thể canh chỉnh cho mình cái xích đầu tiên này tùy vào cái form chân của bé nha. Sau đó ta sẽ tiến hành nối vào cái phần bên kia nè, cái phần đối diện bên kia, và ta tiến hành đang chéo. Thì từ cái chân móc mà mình đánh dấu ở bên này nè, các bạn sẽ đếm ngược ra cho mình 8 mũi móc, không tính cái mũi móc mà ta đánh dấu nha, tính cái chân móc sát bên thôi nè.
thì các bạn sẽ đếm cho mình ra 8 mũi nè. Và lưu ý sẽ đếm cho mình vào các chân móc mũi dời màu đen ở phía trên nha. Đây, không tính cái chân móc này, đếm ra 8 mũi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ 8 để móc cái sợi dây quai này nha. Lưu ý ở đây khi móc cái sợi dây quai này, các bạn sẽ tiến hành đưa kim ra phía sau sợi len nè. Sau đó đâm kim từ ngoài vào trong vào chân móc thứ 8 mà ta đếm ở đây nè. Đâm kim từ ngoài vào trong ha, chân móc mũi dời thứ 8. Sau đó móc cho mình cái sợi len qua chân móc. Tức là ta sẽ móc vào đây một mũi dời á. Kéo cái sợi len qua chân móc nè. Như vậy là sợi dây quai của mình nó sẽ nằm ở vị trí như thế này ha, tạo cái độ rộng để bé có thể luồn chân vào. Để móc được hàng móc đầu tiên cho cái sợi dây quai đầu tiên này, đưa cho mình kim ra phía ngoài, sau đó đâm từ ngoài vào trong cái chân móc mũi dời kế tiếp của hàng màu đen này nè. Chân mũi dời kế tiếp ở đây ha. Đâm kim như thế này và móc vào đây cho mình một mũi dời. Kéo sợi len qua nè, móc vào một mũi dời. Thì từ đây các bạn có thể gây nên cho mình một hàng móc đầu tiên mũi đơn cho cái phần dây quai này ha. Lúc này cái sợi dây quai của mình nó sẽ tạo ra hai góc cho cái phần mặt đế này nè. Đây sẽ là góc lớn hơn 90 độ, còn đây là góc nhọn nè, nhỏ hơn 90 độ. Thì cái góc lớn hơn 90 độ này các bạn sẽ tiến hành tăng mũi. Còn cái góc nhọn nhỏ hơn 90 độ thì ta sẽ tiến hành giảm mũi ở đây ha. Góc mà ta lớn hơn 90 độ nè các bạn tăng mũi. Tức là sẽ móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái xích này nè, của 20 mũi xích này nè. Thì chân đầu tiên ta sẽ móc vào đó 2 mũi móc đơn ha. Đây, chân đầu tiên này móc cho mình 2 mũi móc đơn nè. Móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai. Khi đã móc được 2 mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên rồi nè, thì 17 chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Để ta có được tổng cộng là 19 mũi móc. Móc đơn thứ ba nè. Tiếp tục móc đơn thứ tư cho chân kế tiếp. Làm tương tự ha. Móc đơn thứ năm nè. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Móc đơn thứ tám. Móc đơn thứ chín. Móc đơn thứ mười. Móc đơn 11. Móc đơn 12. Móc đơn 13. Móc đơn 14. Ở các cái chân móc cuối cùng này nè, khi móc các bạn cũng giấu cho mình cái sợi len thừa mà ta gây nên đầu tiên á. Các bạn cũng móc giấu vào trong mũi móc ha, để ta cắt len không phải giấu len nhiều nè. Được móc đơn 15 nè. Móc đơn 16. Móc đơn 17. Móc đơn 18 và móc đơn thứ 19 cho chân thứ 18 nè. Như vậy là ở đây mình đã có được 19 mũi móc đơn, tính luôn mũi móc đơn mà ta thêm đầu tiên ở đây ha. Để hàng móc của mình có đủ 20 mũi móc thì ở đây mình có dư ra 2 mũi móc xích nè. Các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một chân ha. Thì cái cách chụm như sau nè. Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc kế cuối. Sau đó kéo len qua chân móc. Tiếp tục đâm kim vào chân cuối cùng. Kéo len qua chân móc. Khi trên kim đã được 3 mũi móc như thế này thì kéo len cho mình qua hết 3 chân trên kim. Thì lúc này cái hàng móc của mình sẽ có được 12 chân móc ha, tạo ra được 12 chân móc bằng với cái xích đầu tiên mà mình gây nên nè. Và để kết thúc được cái hàng móc này, ta sẽ tiến hành đâm kim vào cái chân móc mũi dời kế tiếp mà các bạn gây nên ở đây nè. Sát cái chân móc mà ta bắt đầu gây nên á. Đâm kim từ ngoài vào trong chân móc mũi dời ha, màu đen. Sau đó kéo cho mình qua đây. Tức là ta sẽ móc một mũi dời vào cái chân móc này á. Kéo len qua chân móc nè. Thì như vậy là hàng móc đầu tiên của phần dây quai mình vừa hoàn tất với 20 chân móc. Để tiếp tục hàng móc thứ hai, di chuyển kim đến cái chân móc mũi dời kế bên, móc vào đây một mũi dời. Quay ngược đầu móc lại. Lưu ý khi quay ngược đầu móc lại các bạn không có quay ngược như thế này ha, mà ta sẽ tiến hành quay ngược từ cái phía gót giày lên nè. Đây.
Sau đó tiếp tục móc cho mình 20 mũi móc cho 20 chân móc này. Và lưu ý cho mình cái góc nhọn mình sẽ tiến hành giảm mũi nha. Góc nhỏ hơn 90 độ thì giảm mũi nè. Tức là hai chân kế tiếp với nhau, giảm cho mình thành một mũi và cái góc này lớn hơn 90 độ ta sẽ tiến hành tăng mũi nè. Góc nhỏ hơn 90 độ giảm mũi thì hai chân kế tiếp này chụm lại thành một chân. Cũng đâm kim lần lượt vào hai chân móc nè. Đâm kim vào chân ta chụm lại ở phía dưới. Kéo len, tiếp tục đâm kim vào chân mũi đơn kế bên. Kéo len, sau đó kéo qua ba chân móc trên kim. Ta chụm hai mũi thành một mũi. Và nó cũng sẽ có cái độ giảm dần ở cái góc nhọn này ha. Tiếp tục cho các chân móc kế tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã được 18 mũi móc, tính luôn cái mũi mà ta chụm chân ở đây nè, ta được 18 mũi như thế này thì ta còn một chân móc cuối cùng ở đây. Các bạn sẽ gây nên cho mình cái chân móc này hai mũi móc đơn để ta có được chân móc thứ 19 và 20 ha. Móc đơn thứ nhất nè và móc đơn thứ hai thì lúc này hàng móc của mình sẽ có 12 chân móc, tương đương với cái hàng móc thứ nhất nè, cũng có 12 chân móc nha. Để kết thúc cái hàng móc này, di chuyển kim ra phía ngoài, đâm kim từ ngoài vào trong chân móc mũi dời kế bên nè, chân móc màu đen á, đây là chân kế bên ha, móc vào đây một mũi dời. Sau đó kéo và cắt len. Ta hoàn tất được một dây quai chéo đầu tiên. Lúc này sợi len thừa của mình nó đang nằm ở phía trên hàng móc ha. Các bạn sẽ tiến hành dùng kim đâm kim cho mình từ dưới lên trên vào cái chân móc màu nâu mà mình móc mũi dời á. Đây, vào cái chân móc màu nâu thẳng hàng với chân mình móc mũi dời và kéo sợi len ra phía sau. Sau đó sẽ tiến hành giấu cái sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc thì khi ta dán đế cũng sẽ không còn thấy cái sợi len thừa này nữa ha. Sợi len thừa đầu tiên mà mình móc giấu vào trong các cái mũi móc cuối cùng nè. Khi cắt len cũng không cần phải giấu len nhiều ha. Ta hoàn tất được sợi dây quai đầu tiên nè. Đối với những mẫu dáng đế trước á, thì các bạn sẽ giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ở phần dây quai ha. Ta sẽ có được sợi dây quai đầu tiên nè. Nó sẽ tạo cái độ gấp khúc lại như thế này ha, để cho mình không có bị hở ở cái điểm này. Bây giờ mình sẽ móc tiếp cái sợi dây thứ hai. Tháo cho mình kim đánh dấu ra và cũng đâm kim vào cái chân móc ta đánh dấu. Sau đó đưa sợi len ra phía sau ha. Kéo len qua chân móc. Từ đây cũng móc lên 20 mũi móc xích bằng với cái mũi móc xích đầu tiên mà ta gây nên của phần dây quai đầu tiên á. Sau khi đã được 20 mũi móc xích liên tiếp với nhau thì các bạn sẽ tiến hành nối cho mình qua cái đầu còn lại. Và lưu ý cho mình nè, ở chiếc giày ban đầu mình móc cái sợi len thứ hai á, cái sợi dây quai thứ hai nó nằm ở phía trên so với sợi dây quai thứ nhất. Thì đối với chiếc giày này các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi dây quai này nằm ở phía dưới ha. Đây, ta sẽ đưa sợi dây quai nằm ở phía dưới như thế này nè. Để khi ta ghép đôi hai chiếc giày lại thì hai cái sợi dây quai nó sẽ nằm đối diện với nhau như thế này ha, đối xứng với nhau như thế này nè. Sợi len chéo bên này nằm phía trên thì bên đối diện cũng phải nằm phía trên ha. Hoặc là nếu làm như vậy sẽ rất là khó thấy mũi móc nè, nên các bạn sẽ tiến hành đưa cho mình cái sợi len này xuống phía dưới mặt đế trước. Đây, ta sẽ đẩy cái sợi dây đầu tiên này xuống phía dưới để ta móc sợi thứ hai. Thì lúc này cái sợi thứ hai của mình nó sẽ nằm ở bên trên như thế này ha, ta sẽ dễ thấy hơn nè. Để xác định được mũi móc cho cái sợi dây đầu tiên này rồi nè, thì các bạn sẽ dựa cho mình vào ba chân móc mà mình gây nên
của cái sợi dây đầu tiên mà ta móc ở bên đối diện luôn á. Từ cái điểm đầu tiên mà mình gây nên này đếm xuống 8 mũi móc và đâm kim vào chân thứ 8 nè. Thì ở đây cái sợi dây len đầu tiên mà mình gây nên đã được 2 chân móc rồi. Các bạn sẽ đếm cho mình vào 6 chân móc ha. Ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ 6. Tức là khoảng cách giữa cái sợi len đầu tiên và cái sợi cuối cùng của mình nó sẽ cách nhau là 5 chân móc. Đếm cho mình 5 chân móc và đâm kim vào chân thứ 6 nè. 1, 2, 3, 4 và 5. Đâm kim vào chân thứ 6 ha. Lưu ý cũng đâm kim cho mình từ ngoài vào trong nha. Đây là chân ta bắt đầu móc của phần dây quai còn lại nè. Khoảng cách nó sẽ là 5 mũi móc ha. Đối với cái sợi dây quai này khi mình móc nè, các bạn cũng đưa cho mình nè, ta quay ngược đầu móc lại nè. Và đâm kim cho mình từ ngoài vào trong chân móc mà ta đánh dấu ở đây. Sau đó kéo sợi len qua chân móc. Đâm kim vào chân mũi dời kế tiếp và cũng móc vào đây một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Thì lúc này cái sợi len của mình nó sẽ tạo một cái sợi dây quai như thế này nè. Đây là góc nhọn nhỏ hơn 90 độ nè. Còn đây là cái góc lớn hơn 90 độ ha. Thì cái góc nhỏ hơn 90 độ ta sẽ giảm mũi và góc lớn hơn mình sẽ tiến hành tăng mũi. Khi quay ngược đầu móc lại cũng đưa cho mình cái ngón tay cái ra phía sau nè, đẩy mặt đế quay lại. Và móc vào 20 chân móc này để tạo hàng móc đầu tiên. Đây là cái góc lớn hơn 90 độ ha, nên ta sẽ gây nên cái chân móc đầu tiên này 2 mũi móc đơn nè. 1 và 2. Tiếp tục các chân móc kế tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và chừa ra hai chân cuối cùng để mình chụm lại thành một chân ha. Là cái góc nhỏ hơn 90 độ á, ta sẽ chụm lại thành một chân nè. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc đến cuối hàng, chừa ra hai chân móc cuối cùng thì ta có 19 mũi móc như thế này. Đây 19 mũi móc đơn cho 19 chân móc ha. Thì tiếp tục hai chân móc còn lại ở đây nè, cũng tiến hành chụm lại cho mình thành một chân để mình gây nên được mũi móc thứ 20. Cũng đâm kim lần lượt vào hai chân móc ha. Chân kế cuối nè. Kéo lên, sau đó đâm kim vào chân cuối cùng. Kéo lên và kéo qua ba chân móc trên kim. Như vậy là ta sẽ có được 20 chân móc. Tiếp tục kết thúc cái hàng móc này, các bạn cũng đưa cho mình kim ra phía ngoài. Đây, ta đưa kim ra phía ngoài, sau đó đâm kim từ ngoài vào trong của cái chân móc mũi dời tiếp theo. Chân móc màu đen ha. Và cũng móc vào đây một mũi dời nè. Ta sẽ hoàn tất được hàng móc thứ nhất. Và mình cũng cắt sợi len thừa này đi ha. Khi cắt sợi len thừa mình cũng không phải giấu len nè. Để tiếp tục hàng móc tiếp theo cũng tương tự, đưa kim ra phía ngoài và đâm kim từ ngoài vào trong chân móc mũi dời tiếp theo. Móc vào đây một mũi dời. Móc tiếp hàng móc thứ hai thì cũng tương tự ha, góc nhỏ hơn 90 độ giảm mũi. Thì hai chân đầu tiên nè, chân ta chụm lại và cái chân kế bên này chụm lại thành một chân nè. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo qua ba chân móc trên kim. Các chân móc kế tiếp thì mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Đến chân móc cuối cùng ha. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc đến cuối hàng, ta được 18 mũi móc tính luôn mũi chụm rồi ha. Thì ta sẽ còn lại một chân móc cuối cùng ở đây. Thì cái chân móc cuối cùng này móc vào đây 2 mũi móc đơn. Ta được mũi móc đơn thứ 19 nè. Và tiếp tục mũi móc đơn thứ 20 vào cùng một chân móc. Kết thúc cái hàng móc này cũng tương tự, đâm kim từ ngoài vào trong chân móc mũi dời kế bên, móc vào một mũi dời. Sau đó kéo vào cắt len. Thì sợi len thừa lúc này các bạn cũng tiến hành đâm kim cho mình từ dưới mặt đế lên trên vào chân móc mà ta móc mũi dời á, thẳng hàng với chân móc màu đen ở phía trên nè. Sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau.
và cũng tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ở mặt đế. Lúc này khi ta đưa cái sợi dây quai còn lại nè, thì cái sợi dây quai còn lại nó sẽ nằm ở bên trên sợi dây mà ta vừa móc. Đây, hai sợi dây quai của mình ở bên trên nó sẽ đối xứng với nhau như thế này ha, nó đều nằm ở bên trên hết nè, tạo thành một cái hình chữ V như thế này nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần dây quai ở phía sau. Thì cái khoảng cách từ hai cái sợi len đang chéo ở hai bên với cái sợi dây quai ở phía sau nó sẽ cách nhau là một chân móc mũi dời ở phần mặt đế ha. Đây, một chân móc mũi dời. Ta sẽ móc sợi dây quai đầu tiên ở cái điểm này ha. Từ cái phần dây quai cuối cùng này nè, các bạn chừa ra cho mình một mũi dời và đâm kim vào chân mũi dời thứ hai á. Cũng đâm kim vào cái chân mũi dời màu đen ha. Sau đó đưa sợi len màu nâu ra phía sau. Từ đây móc lên cho mình 35 mũi móc xích. Kéo len qua chân móc nè. Sau đó móc lên 35 mũi móc xích. Thì 35 mũi móc xích này sẽ tương đương với chiều dài của sợi dây là 14 cho đến 15 cm ha. Ở đây mình đã gây nên được 35 mũi móc xích. Thì cái độ dài của sợi dây này nó sẽ nằm trong tầm khoảng 14 cho đến 15 cm tùy vào phong chân của bé ha. Nó sẽ được nối ra phía sau như thế này nè. Và sẽ vòng qua được cái phần gót chân của bé để cố định ở đây ha. Được 35 mũi móc nè. Tùy vào phong chân của bé mà các bạn có thể giảm hoặc tăng số mũi móc này nha. Tiếp tục để bắt đầu cái hàng móc đầu tiên cho cái sợi dây này nè. Ta cũng tiến hành đưa kim ra phía sau hàng móc. Và cái phần bên này nè, bên đối diện cũng bỏ qua cho mình một chân móc mũi dời và đâm kim vào chân kế bên ha. Đâm từ ngoài vào trong chân móc. Cũng móc vào đây một mũi dời nè. Ta được một cái phần dây quai như thế này. Tiếp tục đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế bên, móc một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Móc một mũi dời vào đây. Thì đối với cái sợi dây quai này là cái sợi dây quai mà ta luồn ra phía sau gót chân của bé nè. Thì cái sợi dây này nó sẽ tạo ra hai cái đầu dây và hai cái đầu dây này nó sẽ có cái góc nhỏ hơn 90 độ. Ta sẽ tạo ra được hai cái góc nhọn nè. Thì hai cái góc nhọn này mình sẽ tiến hành giảm mũi ở đầu và cuối hàng móc ha. Chân đầu tiên và chân thứ hai chụm lại thành một chân nè. Tức là ta sẽ tiến hành giảm mũi cho cái góc nhọn này. Đâm kim vào chân đầu tiên, kéo len. Tiếp tục đâm kim vào chân kế bên, kéo len, sau đó kéo qua ba chân móc trên kim. Các chân móc kế tiếp thì mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng thì hai cái chân cuối cùng này cũng chụm lại cho mình thành một chân ha. Tức là cái hàng móc mũi đơn đầu tiên này mình sẽ tạo ra được 33 mũi móc. Đây, khi được 32 mũi móc rồi, tính luôn mũi chụm đầu tiên mà ta gây nên ở đây nè. Thì hai chân móc cuối cùng này các bạn cũng chụm lại cho mình thành một chân ha, để ta gây nên được mũi móc thứ 33. Cũng đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo qua ba chân móc trên kim. Thì ta sẽ có được 33 chân móc cho 35 mũi xích đầu tiên ha. Đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế bên. Móc một mũi dời. Tiếp tục đâm kim chân kế bên và cũng móc một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Cũng đẩy cho mình cái phần gót dày theo cái chiều này ha. Tiếp tục hàng móc tiếp theo cũng giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc nè. Thì cái góc này nó là góc nhỏ hơn 90 độ nên ta cũng tương tự ha. Hai chân đầu tiên chụm lại thành một chân. Kéo qua ba chân móc trên kim.
Các chân móc kế tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến chân cuối cùng thì hai chân cuối cùng ta sẽ chụm lại thành một chân ha. Như vậy là hàng móc này của mình nó sẽ có 31 mũi móc. Ta giảm hai mũi ở đầu và cuối hàng móc ha. Sau khi đã móc được 30 mũi móc đơn rồi á thì tiếp tục hai chân móc cuối cùng này chụm lại cho mình thành một chân nè, để ta có được mũi móc thứ 31. Lần lượt đâm kim vào hai chân móc, sau đó kéo qua ba chân móc trên kim. Ta có được 31 mũi móc cho cái hàng móc này ha. Kết thúc hàng móc này thì cũng tương tự. Đưa kim ra phía ngoài, đâm từ ngoài vào trong chân móc mũi dời kế bên và móc vào đây một mũi dời. Sau đó kéo và cắt len. Sợi len thừa này cũng đâm kim cho mình từ dưới lên trên vào mặt đế. Cái chân móc thẳng hàng với chân móc ta móc mũi dời á. Đây, đâm kim vào đây nè. Sau đó kéo cho mình sợi len thừa ra phía sau. Và cũng tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ở phía sau ha. Những bạn nào mà dán đế trước thì mình sẽ giấu sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc ở phần dây quai á. Đây, ta hoàn tất được sợi dây quai đầu tiên luồn ra phía sau góc dây của bé nè. Và ở đây khi ta giảm mũi rồi thì nó sẽ giúp cho cái sợi dây của mình nó được đẩy ra phía sau. Bây giờ mình sẽ móc tiếp cái sợi dây còn lại ha. Thì đối với cái đầu dây còn lại á, cái khoảng cách giữa đầu dây mà ta móc đầu tiên với cái đoạn dây mà ta móc tiếp theo này nè, nó sẽ không có cái khoảng cách móc xích ở đây ha. Các bạn sẽ móc liền cho mình luôn vào các cái chân móc nè. Thì ta cũng đâm kim vào chân móc mũi dời kế bên. Kế bên cái chân móc ta kết thúc của cái sợi dây đầu tiên á. Đâm kim vào chân kế bên nè. Sau đó đưa sợi len thừa ra phía sau. Kéo len qua chân móc. Thì ở cái sợi dây quai thứ hai nó cũng bằng với số mũi móc của sợi dây quai thứ nhất. Nhưng lưu ý cho mình nè, ở cái sợi dây quai thứ hai á, mình móc nó tạo ra được một cái góc lớn hơn 90 độ so với cái mặt đế á, thì các bạn sẽ gây nên cho mình xích đầu tiên bằng với cái hàng móc cuối cùng mà mình móc ở phần dây quai đầu tiên ha. Tức là ta sẽ gây nên 31 mũi móc. Đây, nó sẽ tạo ra một cái góc lớn hơn 90 độ nè, để ta tăng mũi bằng với cái sợi dây đầu tiên. Thì ở đây các bạn sẽ gây nên cho mình 31 mũi móc ha, bằng với hàng móc cuối cùng của sợi dây quai đầu tiên ở đây nè. Đây, 31 mũi móc. Đưa sợi len ra phía sau, sau đó kéo sợi len qua chân móc. Từ đây móc lên 31 mũi móc. Sau khi gây nên được 31 mũi móc xích thì tiếp tục đưa kim cho mình qua cái chân móc đối diện, tạo cái phần dây quai đối diện á. Thì ta cũng không bỏ qua mũi dời ở đây ha, cũng đâm kim cho mình vào chân móc mũi dời kế tiếp. Và lưu ý cũng đâm kim từ ngoài vào trong ha. Đưa đầu kim ra phía ngoài nè. Đây, đâm kim vào chân móc này ha. Thì các bạn sẽ đưa cho mình đầu kim ra phía ngoài. Đâm kim vào chân móc mũi dời kế bên. Kéo len qua chân móc. Tiếp tục đâm kim vào chân móc mũi dời kế tiếp. Và móc một mũi dời vào cái chân móc kế tiếp này nè. Đưa kim ra phía ngoài, đâm từ ngoài vào trong chân móc mũi dời kế tiếp. Móc một mũi dời vào đây để gây nên hàng tiếp theo. Thì sợi dây quai của mình lúc này nó tạo ra một cái góc lớn hơn 90 độ so với mặt đế. Đây, sợi dây quai thứ hai lớn hơn 90 độ nè. Thì mình sẽ tiến hành tăng mũi ở đầu và cuối hàng móc ha. Móc vào cái chân móc xích đầu tiên á, móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân. Móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai.
Các chân móc kế tiếp thì mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho các chân móc còn lại ha. Đến chân móc cuối cùng thì mình cũng gây nên hai mũi móc đơn vào chân cuối cùng này. Sau khi móc các mũi móc đơn đến cuối hàng, tính luôn hai mũi móc mà mình gây nên đầu tiên nè. Mình thêm mũi ở đây thì ta có được 31 mũi móc. Thì tiếp tục các bạn di chuyển kim cho mình đến chân móc cuối cùng này và móc vào đây hai mũi móc đơn để ta có được chân móc thứ 32 và 33 ha. Và tiếp tục 33 nè. Móc đơn tiếp theo nè. Thì như vậy thì ta sẽ được 33 chân móc cho cái hàng móc đầu tiên mũi đơn này. Tiếp tục kết thúc cái hàng móc này, đâm kim từ ngoài vào trong chân móc mũi dời kế bên của phần mặt đế. Móc vào đây một mũi dời. Đâm kim từ ngoài vào trong chân móc mũi dời, móc vào đây một mũi dời. Sau đó tiếp tục đâm kim vào. Di chuyển kim đến chân móc mũi dời kế bên và cũng móc một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Móc vào một mũi dời. Và khi quay ngược đầu móc cũng đưa cho quay ngược đầu móc lại cũng đưa cho mình cái mặt đế xoay lại theo chiều này ha. Thì tiếp tục sau đó tiếp tục hàng móc tiếp theo thì làm tương tự giống như cái hàng móc mà mình vừa móc, cũng tăng mũi ở đầu và cuối hàng móc. Thì lúc này cái hàng móc của mình nó sẽ có được 35 mũi móc ha, bằng với mũi móc xích đầu tiên của cái sợi dây đầu tiên ban đầu mà mình gây nên á. Chân đầu tiên hai mũi móc đơn nè, các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến cuối hàng, thì chân cuối cùng cũng gây nên hai mũi móc đơn ha. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi có được 33 mũi móc đơn cho cái hàng móc này thì còn lại một chân móc cuối cùng ở đây cũng gây nên cho mình hai mũi móc đơn vào chân móc này để ta có được mũi móc thứ 34 và tiếp tục mũi móc thứ 35 vào cùng một chân móc. Đưa kim ra phía ngoài, đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế tiếp. Mũi dời màu đen ha. Móc vào một mũi dời. Sau đó kéo và cắt len. Sợi len thừa này cũng đâm kim vào chân móc, ta móc thẳng hàng với chân móc mũi dời nè. Kéo sợi len thừa ra phía sau. Sau đó cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ở phía sau ha. Đây, ta sẽ tiến hành giấu len thừa vào trong các cái mũi móc. Như vậy là phần thân dày của mình vừa hoàn tất với hai cái sợi dây đang chéo ở phía sau để cài vào cổ chân của bé ha. Đây, nó sẽ đang chéo vào như thế này nè. Sợi dây đầu tiên mà mình gây nên sẽ luồn vào phần cổ chân của bé và nó sẽ nằm ở mặt ngoài của hàng móc ha. Còn sợi dây ở phía trước thì nó sẽ nằm ở bên trong nè. Ta hoàn tất được form dây như thế này. Hoặc là đối với mẫu dày này, các bạn nào mà không dán đế thì mình sẽ móc luôn thêm một mẫu mặt đế. Sau đó mình sẽ chập đôi hai mặt đế lại với nhau ha. Ta sẽ ốp hai mặt trái của mặt đế lại nè. Và mình sẽ viền lại bằng một hàng móc mũi đơn sau. Các cái sợi len thừa ở phía sau thì mình sẽ giấu vào trong các cái sợi dây quai. Bây giờ mình sẽ tiến hành dán đế xốp vào trong mặt đế dày len. Lưu ý khi dán đế xốp vào trong mặt đế dày len nè, ta có bo lại một bên để mình có thể phân biệt được chiếc trái phải. Thì cái mẫu mặt đế dày len của mình có cái độ co giãn á. Khi dán vào các bạn sẽ nắn chỉnh cho mình cái mặt đế xốp với cái mặt đế dày len nè. Ta sẽ nắn chỉnh theo cái đường cong mà mình cắt tạo cái chiếc giày bên trái và bên phải á. Tương tự như chiếc giày đầu tiên mà mình dán đế nè. Cũng dán bo cong lại ở bên trong để mình phân biệt được chiếc trái phải nè. Thì cái chiếc giày còn lại các bạn cũng làm tương tự ha. Sau khi đã dán được hoàn tất mặt đế xốp vào trong mặt đế giày len và bo ôm lại để mình có thể phân biệt được chiếc trái phải cho phần thân giày của mình nè. Thì lúc này khi bé mang vào, hai sợi dây quai sẽ đang chéo vào với nhau. Đây, cái sợi dây ở phía trước nó sẽ có cái độ rộng như thế này, giúp bé có thể ôm được vào phần má chân nè. Khi đưa hai chiếc giày lại với nhau thì hai cái sợi len ở hai bên, hai sợi dây quai ở bên trên nè, nó sẽ tạo ra được một cái hình chữ V như thế này ha, nằm ở mặt trên của sản phẩm.
Ta phân biệt được chiếc trái phải bằng cách ta phân biệt được mặt đế xốp ở bên dưới nè. Bo cong lại ở hai bên ha. Để ta có thể phân biệt được chiếc trái phải cho mẫu giày này. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu giày len xanh đen cho bé qua chéo như thế này ha. Chúc các bạn thành công!